Xin chào các bạn, mình là Châu đến từ Ace the Future. Hôm nay mình sẽ sửa câu số 6 để 6 tháng 6 năm 2019. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng đọc qua câu hỏi trước. Đây là một câu hỏi về bài PAT. Hãy tính thu nhập chịu thuế, các khoản giảm trừ cá nhân, các khoản đóng góp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp, thuế thu nhập cá nhân hàng tháng của mỗi nhân viên ZLC. Câu B là giải thích ngắn gọn về cách tính bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp để tính thuế thu nhập cá nhân. Thì trước chúng ta sẽ làm theo câu B đến câu A. Thì trước khi vào bài thì mình sẽ cùng các bạn đi qua những cái điểm cần lưu ý khi tính bảo hiểm bắt buộc. Đầu tiên là chúng ta có bảng tỷ lệ trích đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc. Đối với doanh nghiệp thì tỷ lệ trích đóng các loại bảo hiểm bắt buộc sẽ lần lượt là 17,5%, 3% và 1% đối với bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Còn người lao động, tỷ lệ trích đóng bảo hiểm xã hội sẽ là 8%, bảo hiểm y tế là 1,5% và bảo hiểm thất nghiệp sẽ là 1%. Thì những phần trăm này sẽ được tính trên mức lương phải đóng bảo hiểm bắt buộc. Thì cái mức lương đó được tính như thế nào? Thì cái đó sẽ là mức lương được thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương, sẽ bao gồm các khoản lương, các khoản trợ cấp, nhưng mà ngoại trừ những cái khoản như tiền thưởng sáng kiến, tiền ăn giữa ca, các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại đi lại, tiền nhà ở. Như vậy, ngoài bên cạnh đó thì cái mức lương để đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc này nó sẽ có một cái mức quy định cao nhất. Đối với bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế thì mức cao nhất sẽ là 20 lần mức lương cơ sở, và đối với bảo hiểm thất nghiệp sẽ là 20 lần mức lương tối thiểu vùng. Như vậy làm sao mà mình biết được mức lương cơ sở và mức lương tối thiểu vùng là bao nhiêu? Thì chúng đối với mức lương cơ sở, mỗi tháng 7 hàng năm thì nó sẽ được cập nhật một lần. Như mức lương cơ sở hiện tại đang áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2019 theo Nghị định số 38 năm 2019 là 1.490.000. Còn mức lương tối thiểu vùng thì sẽ được cập nhật vào ngày 1 tháng 1 hàng năm. Hiện tại đang áp dụng theo Nghị định số 90 năm 2019 là 4 mức lương tối thiểu theo 4 vùng như thế này, thì thành phố Hồ Chí Minh thuộc vùng 1, tương ứng với mức lương tối thiểu là 4.420.000 đồng. Vậy theo hai nghị định này thì chúng ta có mức lương cao nhất để tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại thành phố Hồ Chí Minh. Ví dụ nha, đối với bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, mức lương cao nhất sẽ là 20 lần 1.490 sẽ là 29.8 triệu, và đối với bảo hiểm thất nghiệp sẽ là 20 lần 4.420 là bằng 88.400.000. Thì đối với đề ACCA, người ta sẽ không để đơn giản hóa đi, thì người ta sẽ gộp chung ba loại bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp lại và cho một cái mức cap chung là 27.800.000 đồng và các khoản tỷ lệ tương ứng. Như vậy quay lại câu B của cái câu 6 này, chúng ta sẽ trả lời như thế nào? Thì đầu tiên chúng ta có là theo mục đích PAT. Theo mục đích PAT thì những cái khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc thực sự được đóng bởi nhân viên sẽ được giảm trừ khỏi thu nhập chịu thuế của họ để tính thuế thu nhập cá nhân. Như vậy chúng ta sẽ có một câu hỏi là như vậy cái tỷ lệ trích đóng bắt buộc đối với doanh nghiệp đóng cho nhân viên thì sao? Thì do là tính chất bắt buộc nên nó sẽ không bị xem là một khoản lợi ích của nhân viên và sẽ không chịu thuế. Tiếp theo đề thứ hai chúng ta cần ghi ra được là cái mức lương tối đa tham gia bảo hiểm xã hội là bao nhiêu. Thì theo như đề cho hồi nãy mình có để các bạn xem đó, thì mức lương trả bởi nhân viên sẽ được quy định tối đa bằng 20 lần mức lương tối thiểu. Do đề cho chung chung nên mình cũng nói chung chung vậy thôi. Thì theo cái mức hiện tại trong năm 2018 là 27 triệu 8. Đây
Như vậy là chúng ta đã xong câu B và chúng ta sẽ quay về câu A để làm tiếp. Thì câu A đề bài cho là công ty ZLC có 4 nhân viên người Việt Nam tại văn phòng Hồ Chí Minh. Thì chúng ta sẽ chắc chắn 4 nhân viên người Việt Nam này đều là cá nhân cư trú thuế và áp dụng mức thuế suất lũy tiến từ 5% đến 35%. Thu nhập gross hàng năm của họ và số người phụ thuộc trong năm 2018 là như sau. Như vậy dữ kiện thứ hai của chúng ta có là thu nhập ròng. Thì theo đề chúng ta có một cái format là có lương trợ cấp, tiền thưởng, thì chúng ta cũng sẽ kẻ những cái cột tương ứng như thế này và sẽ add thêm những cái cột thu nhập chịu thuế, giảm trừ cá nhân, giảm trừ bảo hiểm, giảm trừ người phụ thuộc như đề yêu cầu sau. Đây nhìn chung đơn vị sẽ là việc triệu đồng. Rồi đầu tiên chúng ta đi đến các khoản lương. Đối với các khoản lương chúng ta sẽ tắt full. Vậy chúng ta sẽ có 4 triệu, 250 triệu. Tương tự đối với các khoản trợ cấp này tiếp theo là đến tiền tăng ca. Như vậy tiền tăng ca chịu thuế thì sẽ được tính như thế nào? Thì ở đây có một cái nốt là theo đề cho là tiền tăng ca đã thể hiện cả cái tiền lương thông thường và cái phần làm thêm giờ 200%. Như vậy thì cái phần overtime này chúng ta sẽ chịu thuế trên toàn bộ 200% này hay là chỉ trên 100% thôi? Thì cùng đi đến khoản 1 điều 3 theo thông tư 11/2013. Thu nhập từ thuần tiền lương, tiền công, làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương, tiền công, làm việc ban ngày, làm việc trong giờ theo quy định của Bộ Luật Lao Động thì sẽ không chịu thuế. Chỉ là phần cao hơn thôi. Như vậy ở đây chúng ta sẽ chia đôi cái khoản này ra. Sẽ bỏ cái khoản mà tương ứng với phần tăng ca là 100% bị set rate này ra. Ở đây không có tiền tăng ca. Thì một điều lưu ý đối với cái tiền đối với các khoản overtime này là tổ chức cá nhân trả thu nhập phải lập được bảng kê phản ánh rõ thời gian làm thêm giờ, khoản tiền lương trả thêm do làm thêm giờ đã trả cho người lao động. Và bảng kê này được lưu tại đơn vị trả thu nhập và xuất trình khi có yêu cầu của cơ quan thuế. Chung là mọi thứ cần phải có chứng từ để ghi lại. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến phần đồng phục Uniform Allowance bằng tiền mặt. Thì đối với khoản tiền đồng phục chịu thuế sẽ được tính như thế nào? Thì theo khoản 1 điều 8 thông tư 11/2013 có bảo là đối với tiền trang phục trả cho người lao động không vượt quá 5 triệu đồng một người một năm. Có nghĩa là cái khoản 5 triệu này sẽ không bị tính vô thu nhập chịu thuế, còn khoản vượt quá thì sẽ bị tính vô thu nhập chịu thuế. Như vậy ở đây khoản Uniform Allowance bằng tiền mặt mình sẽ trừ đi 5 triệu đồng một người một năm 2018. Như vậy là chúng ta đã tính được toàn bộ thu nhập phát sinh của 4 nhân viên này trong năm 2018. Vậy chúng ta bắt đầu tính thu nhập chịu thuế hàng tháng. Thu nhập chịu thuế hàng tháng sẽ bằng cộng hết các khoản này lại và chia cho 12.
chúng ta sẽ có các khoản tương ứng. Có thể ở đây có một số lẻ đó mình xem. Sau khi tính được thu nhập chịu thuế thì chúng ta sẽ quan tâm đến các mức giảm trừ để tính ra thu nhập, tính thuế, rồi sau đó mới tính đến thuế, mức thuế thu nhập cá nhân. Thì đầu tiên là chúng ta đối với khoản giảm trừ thì theo điều chính khoản 1 thông tư 111 năm 2013 của Bộ Tài chính thì mức giảm trừ gia cảnh đối với người nộp thuế là 9 triệu đồng một tháng, 108 triệu đồng một năm, và đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng một tháng. Như vậy ở đây đầu tiên là chúng ta có mức giảm trừ bản thân là 9 triệu. Sau đó đến người phụ thuộc là 6 triệu đồng một tháng. Thế đến mức người phụ thuộc cho để cho là ông này hai người. Tiếp theo là chúng ta có đến các khoản bảo hiểm bắt buộc mà nhân viên đã đóng sẽ được giảm trừ. Do hồi nãy là câu B mình đã đi qua. Thì sẽ được giảm trừ bao nhiêu? Thì ở đây chúng ta sẽ so sánh cái mức thấp hơn giữa cái mức lương hợp đồng phải đóng bảo hiểm với 20 lần tháng lương cơ sở là 27,8 triệu. Thì đây là mức lương để tính bảo hiểm. Cái mức lương để tính bảo hiểm này phải nhân cho cái tỷ lệ bảo hiểm. Thì theo đề cho là bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm bắt buộc tổng cộng là 10,5%. Sau khi đã tính ra được hết tất cả các khoản giảm trừ rồi thì chúng ta sẽ tính được thu nhập tính thuế sẽ bằng ở đây cho thống nhất thì mình sẽ để ở những cái khoản này là dấu âm hết, sẽ bằng thu nhập chịu thuế trừ cho các khoản giảm trừ. Sau khi có thu nhập tính thuế rồi thì chúng ta có thể mở cái bảng đề cho ra để dò. Thì theo đề cho thì những cái khoản lương này là khoản lương gross, nên chúng ta không cần gross up lại một lần nữa, chúng ta áp dụng bảng này. Đối với anh thì mức lương là 40,9 triệu trong khoảng này, tương ứng với mức thuế suất là 0,2 tương ứng với mức thuế suất là 25%. Hoàng 74,8 tương ứng với mức thuế suất là 30%. Thất 4,3 tương ứng với mức thuế suất là 5%, mức thấp nhất. Và siêu là 14,1 tương ứng với mức thuế suất là 15%. Thì sau khi xác định được mức thuế suất, chúng ta sẽ cần áp dụng cái công thức này vô để tính thuế. Thank you.
nhé. PT. Và mình kiểm tra lại một lần nữa. Đó là đề bài yêu cầu tính taxable income. Mình đã tính rồi. Các khoản personal deduction, giảm trừ cá nhân là gồm có giảm trừ bản thân và giảm trừ người phụ thuộc. Các khoản đóng bảo hiểm bắt buộc. Và cuối cùng là khoản PT hàng tháng. Như vậy thì tóm lại, mình sẽ nói qua những cái kiến thức chính ở qua cái bài này. Thứ nhất là những cái quy định về đóng bảo hiểm. Thì đối với bảo hiểm, các bạn cần quan tâm về phần trăm tỷ lệ trích đóng bắt buộc, mức lương đóng bảo hiểm cũng như là mức tiền lương cao nhất tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Đối với bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế sẽ là 20 lần mức lương cơ sở. Và đối với bảo hiểm thất nghiệp sẽ là 20 lần mức lương tối thiểu vùng. Thì những cái này đều được cập nhật hàng năm. Tiếp theo là những cái khoản giảm trừ của một cá nhân khi tính thuế thu nhập cá nhân, như là 9 triệu giảm trừ bản thân, 3 triệu 6 một người một tháng đối với giảm trừ người phụ thuộc, và giảm trừ những cái khoản bảo hiểm bắt buộc thực tế đóng. Tiếp theo nữa là đối với khoản tiền tăng ca thì cái phần vượt quá được trả cao hơn so với cái tiền làm việc ban ngày làm việc trong giờ sẽ không chịu thuế. Và đối với tiền đồng phục thì mức 5 triệu đồng một người một năm sẽ không chịu thuế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.